vị và các bạn đang theo dõi chương trình tổng hợp thông tin quốc tế nổi bật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Cảnh tượng rùng rợn, ảnh vệ tinh tiết lộ quy mô trận lũ tàn phá Tây Ban Nha. Ảnh vệ tinh của NASA cho thấy một vùng rộng lớn ở miền đông Tây Ban Nha thay đổi hoàn toàn sau đợt lũ khiến ít nhất 159 người chết, ghi nhận nguồn tin từ báo VN Express. Những trận mưa xối xả ở miền đông Tây Ban Nha từ ngày 29 tháng 10 đã gây ra trận lũ quét kinh hoàng tàn phá vùng Valencia và các khu vực lân cận, gây thương vong lớn về người. Một số khu vực ở Valencia ghi nhận lượng mưa hơn 300mm trong ngày hôm đó, theo cơ quan khí tượng Tây Ban Nha AEMET. Tại thị trấn Chiva, lượng mưa gần 500mm trút xuống trong 8 giờ. Ảnh do vệ tinh Landsat 8 chụp hôm 30 tháng 10 và được công bố một ngày sau đó cho thấy nước lũ bao trùm vùng nông nghiệp và đô thị rộng lớn ở Valencia, cũng như xung quanh thành phố Duyên Hải cùng tên. Nước lũ chứa đầy bùn đất chảy tràn bờ sông Turia, đổ ra biển Balearic ở Địa Trung Hải và vùng đất ngập nước L' Albufera ở phía nam thành phố. Theo AEMET, mưa lớn hình thành từ vùng áp thấp bị tách khỏi luồng khí quyển hẹp xảy ra khi khối không khí lạnh gặp khối không khí nóng ẩm trên bề mặt Đại Tây Dương. Hiện tượng này hình thành mây vũ tích chỉ trong vài giờ và trút mưa xuống các vùng phía đông Tây Ban Nha, gây lũ lụt. Đến sáng 31 tháng 10, số người chết trong lũ quét ở Tây Ban Nha đã lên tới 159 và lực lượng cứu hộ vẫn tìm kiếm khoảng 158 người mất tích. Đây có thể là thảm họa thiên tai nghiêm trọng nhất châu Âu trong hơn 50 năm. Landsat 8 và vệ tinh quan trắc trái đất thuộc chương trình Landsat do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA và Cơ quan Địa chất Mỹ USGS phối hợp phát triển. Vệ tinh này được phóng vào ngày 11 tháng 2 năm 2013, làm việc trên quỹ đạo quanh trái đất ở độ cao khoảng 705 km và hoàn thành một vòng quỹ đạo trong khoảng 99 phút. Landsat 8 trang bị một cặp cảm biến chính là Operational Land Imager (OLI) và Thermal Infrared Sensor (TIRS) giúp thu thập hình ảnh đa phổ quang từ bề mặt trái đất. Dữ liệu thu thập từ Landsat 8 rất hữu ích trong việc nghiên cứu và giám sát môi trường, tài nguyên thiên nhiên, sử dụng đất, biến đổi khí hậu và nhiều lĩnh vực khác. Tây Ban Nha thiệt hại nặng nề do lũ quét. Bờ biển Địa Trung Hải của Tây Ban Nha đã quen với những cơn bão mùa thu có thể gây ra lũ lụt, nhưng đây là trận lũ quét mạnh nhất trong ký ức gần đây của người dân, ghi nhận nguồn tin từ báo điện tử Tổ quốc. Các nhà khoa học cũng nhắc đến mối liên quan của trận lũ quét này với biến đổi khí hậu và là nguyên nhân dẫn đến nhiệt độ và hạn hán ngày càng cao ở Tây Ban Nha, cũng như hiện tượng ấm lên ở biển Địa Trung Hải. Biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân chính gây ra cơn bão nghiêm trọng như trận lụt ở Valencia vào tuần này. Theo một phân tích nhanh vào ngày 31 tháng 10 của World Weather Attribution, hàng chục nhà khoa học quốc tế đã nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng ấm lên toàn cầu trong thời tiết khắc nghiệt. Tây Ban Nha đã phải chịu đựng một đợt hạn hán kéo dài gần 2 năm qua, có nghĩa là khi trận lụt xảy ra, mặt đất quá cứng đến nỗi không thể hấp thụ được nước mưa, dẫn đến lũ quét xảy ra. Sự kiện thời tiết nguy hiểm lần này đã khiến các quan chức chính quyền khu vực bất ngờ. Cơ quan thời tiết quốc gia Tây Ban Nha cho biết, lượng mưa trong 8 giờ ở thị trấn Chiva của Valencia nhiều hơn lượng mưa trong 20 tháng trước đó. Tại Paiporta, thị trưởng Maribel Albalat cho biết, thống kê ít nhất sau 2 người đã thiệt mạng trong cộng đồng 25.000 cư dân. Paiporta chưa bao giờ xảy ra lũ lụt. Chúng tôi không bao giờ gặp phải vấn đề như thế này. Tôi chứng kiến rất nhiều người đến lấy xe ra khỏi gara. Đó thực sự là một cái bẫy trong lũ quét, ông Albalat nói. Trong khi các khu vực gần thành phố Valencia chịu nhiều đau khổ nhất, thì cơn bão cũng trút cơn thịnh nộ lên các vùng rộng lớn ở bờ biển phía nam và phía đông của bán đảo Iberia. Hai trường hợp tử vong đã được xác nhận tại khu vực lân cận Castilla La Mancha và phía nam Andalusia. Các nhà kính và trang trại trên khắp miền nam Tây Ban Nha được biết đến là khu vườn của châu Âu vì cung cấp các sản phẩm xuất khẩu đã bị phá hủy do mưa lớn và lũ lụt. Trận bão đã tạo ra một cơn lốc xoáy kỳ lạ ở Valencia và một trận mưa đá làm hỏng ô tô ở Andalusia. Khi cơn sốc qua đi, sự hoang mang ngày càng tăng với người dân trong việc xử lý cuộc khủng hoảng sau lũ quét. Nhiều người sống sót đã phải đi bộ đường dài trong bùn lầy để tìm thức ăn và nước uống. Hầu hết xe của họ đã bị hư hỏng. Sự tàn phá và mảnh vỡ do cơn bão khiến một số con đường không thể đi qua. Một số người dân đẩy xe đẩy hàng dọc theo những con phố ẩm ướt, trong khi những người khác bế con nhỏ để tránh xa bùn lầy. Tình trạng mất điện đã xảy ra khắp Valencia. Một số người không có nước sinh hoạt và phải dựa vào bất kỳ loại nước đóng chai nào mà họ có thể tìm thấy. Khu vực này vẫn bị cô lập một phần khi một số con đường hư hỏng và các tuyến tàu cao tốc bị gián đoạn
bao gồm cả dịch vụ tàu cao tốc đến thành phố Madrid. Các quan chức cho biết sẽ mất 2-3 tuần để sửa chữa tuyến đường bị hư hỏng đó. Trong khi lực lượng cứu hộ tập trung vào việc tìm kiếm người mắc kẹt, thì những người sống sót phải tự tìm kiếm nhu yếu phẩm và dọn dẹp lại đống đổ nát. Các tình nguyện viên đã cùng người dân địa phương di rời những chiếc xe bị hư hỏng, dọn rác và quét bùn. Chính phủ Tây Ban Nha lên tiếng sẽ huy động thêm 500 binh lính, cảnh sát quốc gia và lực lượng bảo vệ dân sự tham gia ứng phó với tình trạng lũ quét. Cảnh sát quốc gia hiện bắt giữ 39 người vì tội cướp bóc vào ngày 30 tháng 10. Lực lượng bảo vệ dân sự cũng cho biết họ đã bắt giữ 11 người vì tội trộm cắp trong các trung tâm mua sắm. Hoãn trận đấu Valencia-Real Madrid vì lũ quét hoành hành tại Tây Ban Nha. Hàng loạt trận đấu tại La Liga và Liga 2 bị hoãn cuối tuần này do tình hình bão lũ nghiêm trọng ở Tây Ban Nha, trong đó có trận đấu của Real Madrid, ghi nhận nguồn tin từ báo Người Lao Động. Cơn bão Dana và lũ lụt những ngày qua đã hoành hành, gây ra tác động tàn khốc ở vùng đông nam Tây Ban Nha. Tại thị trấn Chiva, người ta ghi nhận lượng mưa tương đương cả năm chỉ trong khoảng thời gian 8 giờ. Cơn mưa này đã gây ra lũ quét, làm gián đoạn hầu hết các tuyến đường bộ và đường sắt tại Valencia. Hơn 1.000 binh sĩ đã được triển khai thực hiện công tác cứu hộ, trong khi các quan chức cho biết chưa thể đưa ra con số cuối cùng về số người chết trong mưa bão và lũ quét mà tính toán sơ bộ hiện đã lên đến trên 100 người. Trong nỗi đau mất mát quá lớn chung của cộng đồng, trận đấu bóng đá trong khuôn khổ vòng 12 La Liga giữa Valencia và Real Madrid dự kiến diễn ra rạng sáng 3 tháng 11 đã được đề nghị hoãn lại. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha RFIF đã chấp thuận đồng thời yêu cầu dừng luôn các trận đấu Villarreal, Rayo Vallecano, Levante, Malaga thuộc La Liga. Ba cặp đấu khác thuộc Liga 2 là Castellón, RC Ferrol, Eldense, SD Huesca và Levante Malaga. Thông báo chính thức phát đi từ Valencia có nội dung câu lạc bộ Valencia CF muốn gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình và bạn bè của những người đã qua đời trong cơn bão Dana. Mong mọi người dân vùng bị ảnh hưởng bão cũng như các nhóm cứu hộ giúp khắc phục hậu quả của cơn bão có thêm sức mạnh để vượt qua. Câu lạc bộ Valencia sẵn sàng hỗ trợ chính quyền địa phương và các thành phố bị ảnh hưởng bằng mọi cách có thể. Real Madrid cũng gửi thông điệp ủng hộ có nội dung chủ tịch và ban lãnh đạo câu lạc bộ xin gửi lời chia buồn đến gia đình và người thân của những người đã thiệt mạng do cơn bão tại các khu vực, đặc biệt là tại các tỉnh Valencia và Albacete. Real Madrid vô cùng đau buồn và bày tỏ tình đoàn kết, sự chia sẻ, ủng hộ và cảm thông đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cho biết sẽ có một phút mặc niệm dành cho những người dân thiệt mạng tại tất cả các trận đấu La Liga vào cuối tuần này. Trong tuyên bố chính thức, đại diện La Liga bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời thể hiện sự đoàn kết với cộng đồng bị ảnh hưởng. Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố quốc tang 3 ngày, từ 31 tháng 10 đến 2 tháng 11. Trên trang cá nhân X, siêu sao Luka Modric viết: xin được gửi lời động viên và chúc mạnh mẽ tới tất cả người thân Valencia và các tỉnh khác bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Đồng đội Vinicius Jr. viết: mọi người mạnh mẽ, kiên cường nhé. Valencia hiện xếp cuối bảng La Liga khi chỉ thắng một trận sau 11 vòng đấu, trong khi Real Madrid đang xếp nhì bảng, kém đội dẫn đầu Barcelona 6 điểm sau trận El Clasico mới đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và đừng quên đồng hành cùng chúng tôi trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin mới ở các khung giờ để phục vụ quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo.